Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng mình có cái Phật thất niệm Phật cả tuần. Thành ra mình phải dời cái giảng kinh này từ thường thường phải giảng lúc vào buổi trưa đó là 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi để quý vị xong về mà đi chợ với đi làm chuyện khác quan trọng hơn. Để ngày nay mình bận quá niệm Phật thành ra phải 6 giờ tối mới giảng. Cái mà tu cái Phật thất á nó đặc biệt cái chỗ này. Không phải như cái phương pháp khác. Cái pháp Phật thất á, là cái pháp tu luyện này đó, là nó cố ý làm cho quý vị hết sức. Những người mà nghe pháp tôi là biết là tính tôi nó dễ chịu lắm. Có gì nói là chúng không có nó quanh nó co. Nói thiệt quý vị á, làm xong cái lễ công phu chiều này một cái là tôi hết hơi rồi. Thì tôi ngồi xuống, tôi sắp giảng kinh rồi thì mới khám phá mình mệt quá đi. Mình không biết sức đâu mình giảng kinh bây giờ. Không có sức mà cười nữa luôn nữa. Cái pháp Phật thất ở chỗ đó, nó đặc biệt chỗ đó. Khi mình hết sức rồi và mình nhất định mình không bỏ cuộc, mình tiếp tục làm, mình tiếp tục tu tiếp, thì rất cái cảm ứng rất là kỳ lạ. Mình càng mệt chừng nào mình không bỏ cuộc thì bỗng nhiên mình khám phá là một cái nguồn gốc của cái lực nó từ đâu khác nó tới. Thành cái pháp tu luyện nó tức cười lắm. Nếu như nó mấy cái pháp này nó hơi gắt ga một tí, nó thử thách quý vị lắm. Nhưng mấy người mà người ta lớn tuổi một tí hoặc là cơ thể không được khỏe, lành mạnh khỏe, thành ra không dám tới tham gia mấy cái Phật thất này. Thiệt ra quý vị mà tới tham gia, quý vị sẽ khám phá cái nguồn của cái sức lực của cái con người mình đó, nó có từ những chỗ khác nó đến, vì không có tưởng tượng được. Ở cái tấm 253 thì đang nói về cái năng với sở. Đây là một cái những cái quan niệm mà rất thông dụng, rất hay nói đến, đang bàn cập đến ở bên Phật giáo. Năng với sở là gì? Cái trong về cái phương diện về cái pháp môn tịnh độ. Cái năng với sở là gì? Năng á, là cái cá nhân của mình, cái ngã của mình. Sở là cái mà ở ngoài, cái mà ngã nó làm được. Nên Phật giáo nói năng với sở rất là nhiều. Lúc mà tôi nghe lần đầu tiên tôi rất thắc mắc, tôi không hiểu cái năng sở là gì. Sau này mới hiểu được cái sự quan trọng của cái năng sở. Ở đây cái trong trường hợp này, cái năng này là nói về ngài A Di Đà Phật. Người ngài A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là cái người có khả năng. Năng là cái khả năng, người có khả năng để mà duy trì được cái Tây Phương Cực Lạc. Ở đây cái sở là cái mà người có khả năng mà có thể duy trì được, đây là Tây Phương Cực Lạc. Ở đây một khía cạnh khác là cái năng á, là cái khả năng là cái những cái công đức của ngài A Di Đà có thể làm trang nghiêm được cái Phật độ. Thành ra cái sở là cái Phật độ này. Một cái phương diện khác về cái năng á, là ngài A Di Đà có khả năng làm trang nghiêm. Có ai thắc mắc gì không? Ông hỏi ông thắc mắc, này ông thắc mắc ở chỗ là tại sao cái năng nó một bên là đạo đức, một bên là Phật, tại sao nó có khác nhau gì chỗ đó? Nói về cái nó khác nhau tại vì cái đạo đức á, là nó tự động nó đem cái sự trang nghiêm tới, tại cái đức á, nó có cái đẹp của nó. Những cái người mà có đức á, có cái đẹp đặc biệt của họ, quý vị có biết không? Chẳng hạn như bên cái văn hóa Á Đông mình phản đi sư là mình hoan nghênh cái sự công đức của những người phụ nữ, đúng không? Tại vì cái đó thiệt ra cái đó theo cái ý nghĩa sau đó là ta nói rằng cái người có đức á, là có cái đẹp riêng của họ, mà chỉ có đức mới có thôi, đức có đem tới cái đẹp cho người. Để trường hợp ông Thịnh có thể trong tương lai kiếm bà xã thì kiếm người có đức á, thì có cái đẹp của cái đức, người đàn bà có cái đẹp của cái đức. Đó là một cái phương diện là mình có thể làm trang nghiêm bằng cái đức của mình, đạo đức của mình. Còn cái phần khác nữa là Đức Phật có thể tự làm trang nghiêm đấy bằng cách chẳng hạn như ngài dùng cái thần thông của ngài tại biến hóa ra những cái con chim, và biến hóa những cái lưới bão để mà trang nghiêm cho cái Phật độ của ngài. Tại nó hai cái khía cạnh nó khác nhau. Nghe có rõ không? Thế cái năng với sở là cái sự phân biệt giữa cái khả năng có thể tác động trên một cái vật,
sở là cái vật mà mình tác động trên. À, cái tam thế giới, ba cái loại giới, ba loại cái thế giới. Cái thế giới mà là khí, khí thế giới, ngược lại cái hữu tình, thế giới hữu tình, cái loài 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 chúng sinh đó. Cái thứ ba, cái thế giới thứ ba là cái thế giới của chánh giác, là chỉ có Phật mới có. Trong cái cảnh giới của cái Tây phương Cực Lạc của ngài A Di Đà Phật ấy, thì ba cái giới đó nó hợp lại, nó thành một cái thể thôi. Một cái tính chất thôi. Đó gọi là y với chánh nhất như. Có nghĩa là cái chánh báo, với là chánh báo là cái thân của mình đó, y báo là cái ngoại cảnh đó, nó chỉ là một, cũng là một cái chân như của mình thôi. Trong cái thế giới đó thì cái ngã, cái tự tha, cái tự của mình, cái bản ngã của mình với tha là người khác, nhưng mình với người khác là không là bất nhị. Tất cả của vị Phật á, tất cả Phật chỉ là chúng sanh thôi. Tất cả của những cái tha lực á, cái tha tức là của mình thôi. Nói sơ sơ về cái những cái quan điểm nó hơi trừu tượng một cái để cho quý vị trồng cái nhân. Hôm nay ông nói là mấy cái quan niệm chả có gì khó hiểu đâu. Ông nói là ông theo ông nghĩ là cái Tây phương Cực Lạc chỉ là cái ngài A Di Đà, thì tôi nói ông lầm rồi. Thiệt ra cái Tây phương Cực Lạc á không phải ngài A Di Đà Phật. Tây phương Cực Lạc chỉ là một cái biến hóa của ngài A Di Đà Phật để dụ chúng mình tới đó mà tu thôi. Chứ không phải ngài A Di Đà Phật. Đó là một cái phương tiện để ngài A Di Phật để mà dụ mình tới thôi. Bởi vậy nó dụ cô Jasmine để cô bỏ cái thế giới ta bà qua kia, tại thế giới ta bà nó khổ quá đi, nó làm mình khóc buồn khổ hoài. Qua kia nó hoàn toàn không có khổ sở như vậy nữa. Quý vị có biết không? Nếu một ngày nào đó mà quý vị thức tỉnh lại cảnh tượng này, Xá Lợi Phất, quại nước Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng rồng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa mạng đà la quải trời, chúng sanh ở quải ấy cứ mỗi sáng sớm thường dùng đại y đựng các hoa đẹp, đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở phương khác, vừa đến giờ ăn trở về nước mình ăn cơm kinh hành. Này Xá Lợi Phất, quải nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Đây là cái phần của kinh A Di Đà mà nó giảng về cái sự thù thắng của tất cả những cái trần, cái trần mà bên Tây phương Cực Lạc. 5 cái trần là cái gì? Âm thanh, cái âm nhạc bên Tây phương Cực Lạc á còn hay hơn là cái âm nhạc ở cái quải trời của mình luôn nữa. Cái nhạc của mình đây á, nhạc cái dòng cái nhân gian này á, mà hay á, là thường thường nó còn thua cái nhạc trời nữa. Thường thường cái nhạc hay của mình là bắt chước của mấy cái nhạc trời. Mà cái nhạc trời của trong cái quải ta bà này, quải dục giới này, cái nhạc nó mặc dầu rất là hay, nhưng mà còn thua cái nhạc bên Tây phương Cực Lạc xa lắm. Nhưng cái nhạc rất là hay. Ở đất ở đó bên Tây phương Cực Lạc là làm bằng vàng. Đất đây mình là cát bụi. Bên kia họ đất họ làm bằng vàng với đàm vàng bằng thất bảo. Hoa là tượng trưng cho cái sắc với là cái thinh phản đi chứ. Cái ngửi là cái thinh phải không? Thinh trần. Đồ ăn thì là cái vị. Rồi những cái đẩy của hoa với đi kinh hành đó là nó tượng trưng cho cái sự đụng chạm. Bên cái cõi Tây phương Cực Lạc á, họ có cái ngũ trần. Thì cái ngũ trần họ đó, nó rất là vi diệu. Tôi có bỏ thì rồi tôi muốn tìm hiểu về cái sự khoái lạc của cái xứ mình, cái quải mình, quải ta bà mình á. Về cái khoái lạc bên Tây phương Cực Lạc để coi thử so sánh thử tại sao. Trong cái quải mình á, cái quải ta bà này, trong cái loài người á, thì cái người mà có cái khoái lạc sung sướng nhất là ai? Có ai biết trong cái loài người này ấy,
ai là người có cái sự khoái lạc tột đỉnh nhiều nhất trong trong cái nhân gian là ai? Là ai? Bác biết không? Người nào có sung sướng nhất? Đâu đúng. Điều vua chúa vẫn chưa phải là sướng nhất. Cái người mà sướng nhất trong cái cõi mình đó là chuyển luân thánh vương. Lý do mình làm cái thân người này á, để mình hưởng thụ năm cái trần. Con người mình làm con người để mình hưởng thụ cái năm cái loại khoái lạc cái trần đó. Những ngài chịu luân thánh vương á, họ giàu đến độ cái người chịu luân thánh vương á, người ta có cái gọi là cái tài thần, có nghĩa là họ cần bao nhiêu của cải họ có sẵn hết. Thành người mà giàu nhất trong cái cõi nhân gian này ấy, là những ngài chuyển luân thánh vương, không ai hơn họ được hết. Ông này thầy nói là lý thuyết thôi, chứ còn cái chuyển luân thánh vương là nó đâu, bây giờ đâu có đâu. Tôi nói đúng, lý do chị chuyển luân thánh vương họ không có là tại vì cái hiện bây giờ cái điều kiện, cái hoàn cảnh đó nó chưa phải là lý tưởng cho họ để mà hưởng thụ được hưởng thụ cái tột đỉnh của họ. Trong cái quả nhân gian mình á, năm cái ngũ trần á, thì trong cái đó có cái tài, tiền tài là một cái ngũ trần. Họ có cái sự nổi tiếng. Hàng về cái danh tiếng á, thì ngài chuyển luân thánh vương là đệ nhất nhân trong thế giới. Cái người mà kim chuyển luân thánh vương á, là người đệ nhất nhân trong cái cõi người. Đồ ăn đương nhiên đồ ăn cũng là ngon nhất, tại vì người ta giàu, ông giàu, ông có đủ tiền để mua tất cả những thứ ăn mà ngon nhất. Ngủ bao nhiêu cũng được, mà ngủ trong những cái giường êm ái nhất. Còn cái cuối cùng, cái ngủ trần cuối cùng á, là cái tình dục. Ông nói cái tình dục là sao? Nhất là người xuất gia mà nói chuyện cái tình dục nó hơi khó nói một tí, nhưng được mình nói cho nó rõ ràng. Nó thiệt quý vị. Cái ngài chịu luân thánh vương á, cái tình dục á, cái hưởng thụ tình dục của ngài là đệ nhất luôn nè. Tại sao như vậy? Cái ngài chịu luân thánh vương á, có một cái bảo bối tên là cái ngọc nữ. Người đàn ông với phụ nữ chắc muốn nói mấy chuyện này, đàn ông chúng tôi nó thẳng thắn hơn về chuyện này. Thành cái ông này, ông vua này á, ông chuyện luân thánh vương này, ông sung sướng nhất về cái việc cái chuyện mà cái việc hưởng thụ về cái dục lạc đó, tại vì như vậy có hai cái khía cạnh như vậy. Cái người mà ngọc nữ này á, là cái cô ngọc nữ này á, có đem lại cái sự khoái lạc mà tột đỉnh mà trong loài người có thể có được, cái người phụ nữ làm được. Thành cái người này đặc biệt cho đó là cái người ngọc nữ này, người ta có cái khả năng để đem lại cái khoái lạc đó cho người chủ nhân của họ. Cái này phần cái khía cạnh thứ nhì mà tôi nói trước tôi giảng với cái phần này đệ tử tôi bà rất là bất mãn về chuyện này. Cái khổ của cái người khi mà cái người ta biết thế giới mà biết có một cái gọi là cái ngọc nữ đó, thì những người đàn ông còn lại, những người thế giới còn lại, ta đòi tới muốn tới chiếm đoạt cái người đó mình. Cái người ngọc nữ này chỉ phục vụ cho cái người chưởng luân thánh vương thôi, không có lai vãng người khác. Thành ra trong cái cõi nhân gian này, ngài chưởng luân thánh vương là ngài sướng nhất. Hạn như cái khoái lạc đó mà ngài chưởng luân thánh vương khi ngài xuất hiện ra thì nó còn cao hơn vì mình có thể có ngay cái thời buổi này, mua được cái thời buổi này. Ngược lại, cái khoái lạc của cái người chuyển luân thánh vương này chỉ bằng 1/6 hoặc bằng phần 16 thì phải, hoặc 1/6 hoặc phần 16, tôi không nhớ nữa. Trong kinh Địa Tạng có nói của cái sự khoái lạc của cái ngài Đế Thích là vua trời, cái tầng trời thứ nhì đó, khoái lạc của ngài còn sướng hơn, còn cao hơn khoái lạc của ngài chuyển luân thánh vương nữa. Ngược lại, nếu như quý vị mà dời tới cái tầng trời thứ sáu mà ngài thầy Hằng Hiển đang ở đó, thì cái sự khoái sung sướng của họ cái tầng trời thứ sáu đó còn thích thú hơn là cái tầng trời thứ nhì xa lắm, không thể tưởng được. Thương như sợ. Thành tôi nhìn, tôi quan sát cái sự sung sướng trong cái loài người, quan cái sung sướng trong cái tứ thiên vương, cái quả trời đầu tiên hết đó,
Tôi tò mò tại vì ông thầy của tôi á, hòa thượng Thích Mạng Giác đang kẹt ở cái tầng trời thứ nhất đó, thành tôi muốn coi thử ông sướng chỗ nào. Thì mình quan sát là cái cõi trời thứ nhất, thì tới cõi trời thứ sáu luôn đó. Họ rất là sung sướng, họ rất là khoái lạc. Thực sự là cái khoái lạc của họ đó, những cái cõi trời, ngay cõi trời của người này nữa, mặc dù họ sung sướng thiệt á, nhưng đều cái khoái lạc của họ còn thua cái khoái lạc của cái Tây Phương Cực Lạc rất rất là xa, xa không thể tưởng được. Thành đây là cái mà cái sự khéo léo của ngài A Di Đà Phật tạo ra một cái thế giới mà thiệt sự nó vô song, không có chỗ nào mà sướng bằng chỗ này, không có gì sướng bằng chỗ đó. Nói thiệt cái gì vậy nữa. Thành những cái người mà có lòng tin, phát lòng tin về cái pháp môn tịnh độ, nên phát cái nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại cái chỗ đó chỗ sướng nhất. Có ai thắc mắc gì không? Như sư. Quả nhân gian. Đúng. Kim chuyển Luân Thánh Vương như vậy, chỉ là chuyển Luân Thánh Vương có là bốn loại, và ông Thích Ca Mâu Ni là được bốn là cái loại thứ cao nhất, tột cao nhất là bằng vàng. Là sao? Tại vì không có. Không có. Không có gì nào hết. Chưa. Được sinh vào cõi đó là hên lắm á, cả người xuất gia thường thường đọa chứ không sanh bả trời đâu. Thì tại họ thích đi cõi trời. Thì thật á, sự thật là họ còn mê đi cõi trời hơn là đi Tây Phương Cực Lạc. Phải hiểu rằng tôi không dám nói xấu sau lưng người ta, để thực có nhân mới có duyên hết. Người ta phần lớn người ta cái quý vị mà tu pháp môn tịnh độ, tôi cứ nói là tôi muốn con muốn về với Phật á, mà thiệt ra trong cái ngầm, quý vị ngầm là muốn đi coi trời, để coi từ tụi tiên nữ ra sao là này nọ. Thì cái nhân cái chủng tử đó khi mà nó chín, lúc mà mình chết á, mấy ma nữ nó tới nó kéo mình là chết với tụi nó. Đúng rồi. Nhưng đều á, phải hiểu rằng cái người mà cái trình độ ta tu phải có, mà tới trình độ nào mới thấy được cái sự khác biệt. Thế còn nếu trường hợp chàng như quý vị mà còn trình độ tiền lực còn thấp quá đó, quý vị vẫn chưa thấy được rõ cái sự khác biệt giữa cái thiền lạc với là cái dục lạc của cái quả dục giới này, quý vị chưa thấy được cái khác biệt. Nếu có lựa chọn quý vị
tại vì trình độ quý vị còn thấp, quý vị sẽ chọn cái dục lạc thay vì chọn cái thiền lạc. Tại cái dục lạc quý vị thấy được, cái thiền lạc nó mịn quá đi. Quý vị phải thanh tịnh mới thấy được cái đẹp của nó, thấy được cái sướng của nó. Thành ra cái con người mình, khi mà con người mình quen sống trong cõi dục giới mà mình thích cái đồ ăn, thích ngủ, thích ăn, thích uống, thích mặc, thích danh, thích vọng này nọ, thích tiền, thích tài này nọ, thích mấy cái khoái lạc đó, thì cái đó đối với mình nó có quan trọng hơn là cái mịn của cái thiền lạc. Thành ra lúc mình chết á, mình dễ sa cơ như vậy đó. Đó là tại vì trong cái tiềm thức của mình á, mình còn kẹt vào mấy cái năm cái trần này. Bởi vậy ngài A Di Đà phải tạo cái quả giới, thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc với năm cái loại trần này á, nó tột đỉnh. Quý vị phải nhìn cho kỹ cho coi, ngài A Di Đà đó, ngay khi mà ngài tạo cái Tây Phương Cực Lạc, ngài tạo với một cái thế giới, một cái cõi mà cái ngũ trần này nó là tột đỉnh. Ngay ngài Đức Phật phải tạo cái chỗ một cái tột đỉnh ngũ trần để sao? Để dù chúng sanh tới đó mà ở. Tại ngài biết rằng chúng sanh mình vẫn còn kẹt vào cái ngũ trần. Con nghĩ chứ coi, thành sao trách người thường được. Thành ra cái chỗ của cõi mình á, đừng có tưởng dễ vãng sanh đâu nghe. Quý vị có phước vãng sanh đi nữa, mà khi mà tới lúc đó mà lỡ mà bị mà tụi nó tới nó dụ là sa cơ, là cũng phải đi lạc đường như thường, không có dễ đâu. À, thành ra lúc mà mình làm mấy cái pháp môn chiến ngày, mình cẩn thận, mình nhìn lui nhìn tới, mình coi thử mình bị cái chướng ngày chỗ nào đó, vì vậy đó nó phiền lắm, chứ không phải dễ dàng như cô tưởng đâu. Nó có nhiều cái cám dỗ, cái quải mình, quải ta bà này có nhiều, rất nhiều cám dỗ. Sau khi mình chết nó cũng tới, nó cám dỗ tiếp nữa để cho mình đi lạc đường. Nó khó lắm, rất là khó. Hai cái câu chuyện nó khác nhau. Chuyện thứ nhất á, cái gọi tình độ đây á, cái chuyện đó cái lý tưởng thôi, chứ còn thiệt ra nó làm không được đâu. Tôi nghĩ á, không bao nhiêu người làm được đâu. Nói chuyện bây giờ, nói chuyện xa vời, nói chuyện bây giờ, nói chuyện mà cô mà đắc được cái vô sanh pháp nhận, một cái chuyện mà cực kỳ là khó. Đừng nói chuyện làm cái gọi tình độ đây nữa. Ngay sau khi cô mà đắc được, quý vị mà đắc được cái vô sanh pháp và nhẫn rồi á, mà quý vị tiếp tục tu á, nó con đường nó cũng khó, nó khó không thể tưởng được. Tại không có dễ đâu. Tại cái tình độ làm ở đây không phải là chuyện dễ. Thành ra nó khó lắm. Còn cái chuyện mà giúp đó là cái người ta có phước hay không có phước, mình nhiều khi mình giúp cũng không được nữa. Người ta không có phước mình giúp cũng không được, cũng chịu thôi. Nếu họ không có phước á, không cách nào mình giúp được hết, muốn giúp cũng chịu thôi. Họ phải trông phước mới đâu có trông giúp với họ được đâu. Họ không trông phước mình cũng chịu thôi. Cái mà cái khoái lạc của mình, cái thú vị của mình ở đây nó rất là thô đối với cái thú vị của quả trời, mà nó còn thô hơn nữa khi mà đối với cái thú vị bên Tây Phương Cực Lạc. Sáu thời, ba thời trong ban ngày, ba thời trong ban đêm, sơ trung hậu, suốt ngày suốt đêm có nghe âm nhạc, tất cả khắp nơi trên Tây Phương Cực Lạc đều có nhạc và có hoa được rải khắp hết. Ngày 8, 9 giờ rồi.
Mình hả? Ngược lại cái cõi mình á, là bên 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 Tây phương cực lạc á, cái nhạc trời á được được trỗi lên liên tục không bao giờ ngừng. Cái nhạc á giống như bên nhạc của trời vậy đó, là nhạc là tự động nó nghe nó nhạc thôi chứ còn không cần phải phải người 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 đánh. Bên cái văn hóa người Trung Hoa thì có cái loại cái âm thanh á, thì có loại ba tiếng âm thanh khác nhau. Những cái nhạc tấu này mặc dù nhạc được tấu thì những cái nhạc đó vừa tấu nó vừa nói pháp. Mình nhớ chừng này, cái nhạc mình nghe ở xứ này á, nó làm cái tâm mình nó tán loạn. Cái nhạc ở Tây phương cực lạc á, nó làm nó tăng trưởng cái định lực của mình và nó đang nói pháp cho mình nghe. Hơn nữa, những cái người mà nghe những cái nhạc này á, bên Tây phương cực lạc á, là khởi lên những cái thiền niệm, những cái tư tưởng tốt. Cái cõi này nhiều khi mình nghe nhạc, nhiều khi mình có những khởi những cái tư tưởng không 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 có được chính đáng lắm. Cái nhạc ở bên Tây phương cực lạc có hai cái ý nghĩa của nó. Nhạc khởi lên để cúng dường cho chư Phật và chư Bồ Tát. Cái nhạc là một cái phương tiện để cúng dường. Cái phần thứ nhì là cái nhạc không cần phải người ta tấu, nó tự động nó tự đánh, nó tự động nó có thích hợp với nhau. Thêm cái kinh Quán nói rằng là nói trong cái không trung nó có vô lượng những cái pháp khí nó đang treo trong không trung, và những cái pháp khí đó nó tự khởi cái âm thanh trong không có người đánh. Có nhiều những cái trong cái rừng á, thì có nhiều những cái nhạc khí nó được treo trên trong trong rừng trong cây. Những cái nhạc khí nó tự động nó hòa tấu, không ai đánh nó cũng hòa tấu. Cái nhạc mà được hòa tấu đó nó tùy cái hỷ của mình. Cái hạn như ông học trò đây, ông thích cái loại nhạc cổ điển thì nó đánh nhạc cổ điển. Nhạc thời nay thì nó nhạc thời nay, tùy cái sở thích mỗi người. Họ nghe cái nhạc này á, thì họ phát cái tâm để tu đạo. Mình nghe nhạc á, cõi này á, mình nghe nhạc á, là mình khởi cái tâm là mình tự thỏa mãn. Mình khởi cái tâm, là muốn hưởng thụ. Còn bên kia bên Tây phương cực lạc mình nghe nhạc thì mình khởi cái tâm muốn tu đạo. Cái nhạc đó có thể ca tụng về cái lục ba la mật, sáu ba la mật, hoặc là tán thán cái tam thừa. Đó là cái loại nhạc ở bên Tây phương cực lạc. Tất cả cái này tại nhờ cái thần lực của ngài A Di Đà Phật. Đã hỏi cái tam thừa là gì? Tôi nói tam thừa là cái A-la-hán thừa, Bích Chi Phật thừa, cái Bồ-Tát thừa. Thì trong mấy thời giảng là cái thanh văn với A La Hán với Bích Chi Phật khác nhau chỗ nào? Mấy thời giảng sao? Con
hai cái vị đó, hai cái địa vị, hai cái ngôi vị đó nó khác nhau nhiều lắm. Cái ngôi vị họ khác là tại vì họ chọn cái pháp tu nó khác nhau, cái nhân nó khác, cái nhân á họ trồng nó khác và dùng tu cái pháp khác, thành cái quả vị là cái quả nó khác. Đức Thích Ca, Đức Phật Thích Ca có giảng, có dạy một cái vài pháp môn, một pháp môn để tu được A La Hán. Vài pháp môn gì? Chẳng như pháp môn nào tu thành A La Hán được? Tứ niệm xứ. Nếu quý vị quán cái tứ niệm xứ, quý sẽ đắc được cái tứ của A La Hán. Muốn thành A La Hán quả, chỉ quán cái tứ niệm xứ sẽ thành A La Hán quả. Cái này nhiều người bên Nguyên Thủy họ theo pháp môn đó lắm, nhờ cái pháp môn này họ nhờ cái pháp môn tứ niệm xứ mà họ đắc A La Hán quả rất nhiều người. Sơ quả tới tứ quả, quý vị muốn đắc được cái bốn cái quả là hắn có thể đi tới học những cái pháp Nguyên Thủy, pháp môn khác mà đắc được A La Hán gì, tứ diệu đế. Tứ diệu đế là tứ thánh đế, tức là khổ tập diệt đạo. Nếu quán bốn cái đó cũng đắc được A La Hán, sẽ đắc được A La Hán quả. Khác nhau, hai cái pháp nó khác nhau. Có một cái ngài A La Hán rất nổi tiếng bên 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 Thái Lan, ngài đã thần thông dễ sợ. Tôi có cái hình của ông á trong cái máy PC của tôi. Ngài A La Hán này rất nổi tiếng, ngài thần thông dễ sợ. Ông bị diễn hỏi biết họ ông đó ông thành tứ quả A La Hán bằng cách nào không? Suốt ngày ông chỉ niệm Budo Budo, thì Thái Lan là Buddha Buddha thôi đó, niệm Phật thôi đó, không phải niệm A Di Đà Phật nghe. Budo 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 Budo, ông tu chuyên môn ông chỉ niệm chuyện đó không? Ông nói Phật Budo là tiếng Thái mà nhìn là Phật thì phải, thì ông thành tứ quả là thành bên Nguyên Thủy ấy, thì họ có mấy cái pháp môn chính mà họ để luyện thành sơ đền thành A La Hán. Bên Đại Thừa pháp môn thành A La Hán nó vô tận. Nói về cái ngài Bích Chi Phật á, thì cái ngài đó, cái ngài á, tu được cái ngôi vị đó, cái quả vị đó, tại vì ngài tu cái pháp thập nhị nhân duyên. Nhờ tu cái pháp đó, thành ra nếu như mà nghe lúc mà Đức Phật còn tại thế, thì họ nghe Phật giảng cái pháp đó, thì họ tu và đắc đạo cũng được. Còn khi mà Đức Phật mà nhập diệt rồi, họ vẫn đã nghe, lúc trước đã nghe Phật giảng rồi, thì họ lên những cái chỗ hoang sơn vực thẳm họ tu, thì họ nhớ lại cái lời Phật dạy, thì họ tu một mình, thì gọi là độc giác. Còn nếu như mà có Phật ở tại thế thì gọi là duyên giác, cũng một pháp thôi. Thì họ quán trong cái pháp mà 12 nhân duyên đó, thì họ thành tựu được cái pháp 12 nhân duyên. Cái đó là tại vì mấy thầy giảng với cô không có rõ ràng. Thì ra tại mấy thầy không biết rằng á, sự thật á, mặc dù á, trong cái họ không có sách mà đọc, thì trong cái tiềm thức của họ, họ vẫn nhớ cái 12 cái nhân duyên mà Đức Phật đã dạy họ rồi, nó ghi sắc vào trong cái tiềm thức của họ rồi. Thành lúc mà mặc dù không có sách, họ nhìn
họ nhìn cái thiên nhiên, họ quan sát cái thiên nhiên, họ vẫn hiểu được, họ vẫn giác ngộ được 12 thành phần của cái pháp. Cho nếu không có được nghe 12 thành phần, mình nghe 22 nhân duyên đó rồi, thì họ có quán cái thiên nhiên cả triệu ức kiếp nữa cũng không thành quả nó được. Thành đó là họ thiếu cái phần cái hiểu biết cho nó. Phải được nghe cái pháp rồi, được ghi nhận trong cái tiềm thức rồi. Cũng giống như ngày hôm nay tôi nói khơi hời hợt cho cô nghe vậy, thiệt ra tôi đang giúp cô là ghi nhận những cái pháp mà người để thành đắc a la hán quả, đắc bích chi phật trong tương lai đó. Là nghe cái đó là nó khơi lại trong cái tâm niệm là ví dụ mình muốn tu a la hán, mình tu pháp nào là bây giờ biết rồi, chứ không phải chuyện chơi đó. Thành cái chuyện nghe pháp nó rất quan trọng. Mình cứ tưởng mình ngồi mình nói đến trời dưới đất chơi, thì ra mình đang trồng cái nhân để trong tương lai mình thành tục những cái nhân duyên đó. Nghe rõ không? Không nghe được cái thập nhị nhân duyên á, quán gì quán không cách nào mà thành tục cái pháp đó. Thành cái mấy thầy giảng là tôi không đồng ý, nó sai rồi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Bây giờ quý vị không hiểu cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái nghe pháp, nó cực kỳ quan trọng. Nghe pháp để trồng cái nhân đó, để trong tương lai mà hiểu được cái pháp đó. Quý vị không nghe cái đúng cái pháp á, không cách nào mà tu tới nơi tới chốn được. Nghe pháp cũng phải cần hiểu ngay bây giờ này. Hiểu ngay bây giờ nó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là mình trồng cái nhân để trong tương lai mình hiểu những cái đại pháp sau này. Chẳng hạn như cái ông nha sĩ này đó, là ông học trò của Ngài Tiến Hóa, thì đọc sách ngài theo Ngài Tiến Hóa 20 năm, 30 năm rồi. Đọc sách tất cả những sách mà tiếng Anh là ông đọc hết rồi. Ông này chỉ đọc tiếng Anh thôi, đọc tiếng Tiến Hóa được. Cái ông này, ông học rất nhiều pháp Ngài Tiên Hóa. Thì lúc mình tới đây thì mình giảng thêm những cái pháp ông học đó, tụi tôi cùng học cùng một sách hết. Thì những cái pháp đó, cái hữu dụng nó ra sao? Thành ra ngày mình đi bước gần hơn, để mình tiến gần hơn, để một cách mà biết cách cái sử dụng của những cái pháp đó. Rất cực kỳ quan trọng. Quý vị phải nghe đúng chánh pháp. Nó ngược lại, nếu quý vị nghe pháp tầm bậy, quý vị sẽ kẹt. Mình cứ tưởng mình tu hết năm này qua tháng nọ, mình dậm chân một chỗ mình không biết, nó dễ sợ như vậy đó. Thành tôi biết cái cá nhân tôi nghĩ là tôi rất là may mắn, rất nhiều may mắn. Cái lần đầu tiên mà tôi học về Phật giáo, tôi tính học tới một cái tới tìm học một cái vị hòa thượng bên Nguyên Thủy học thiền, ngài thượng Nguyên Thủy. Ông biên một cuốn sách, ông nói là tôi dạy thiền 40 năm rồi. Soạn sách về thiền, đọc cuốn sách tôi không hiểu gì hết á. Thầy mới nghĩ chắc ông này cũng giỏi, với sợ mình tới mình kiếm học thiền ông á. Tôi mới kiếm hòa thượng đó đi xin học thiền. Rồi lúc mà tôi tới thăm viếng thăm ngài hòa thượng đó để xin thỉnh tinh pháp ngài, xin pháp dạy, ngài xin phép xin ngài dạy cái truyền pháp môn tu luyện thiền của Nguyên Thủy. Ngài không có ở nhà. Hồi đó mình còn trẻ, mình còn hăng lắm. Mình nói là cái duyên không có cái ông này rồi, thôi mình kiếm chỗ khác đợi ông làm gì nữa. Người Á Đông mình là phải đợi, đúng không? Phải đợi thiện tri thức. Không có đâu, tôi hồi đó là tôi rất Tây Phương. Không có, thôi tôi kiếm chỗ khác, hơi sức đâu. Biết cái người mà thứ nhì tôi kiếm là ai không? Chùa Long Beach. Không phải để mà gặp Ngài Tiên Hóa. Tới đó để gặp học trò Ngài Tiên Hóa nè. Gặp ngài thầy Hằng Đức á, đệ tử Tiên Hóa thôi. Nhưng sao mà tư cách nào mà tôi gặp ngài Tiên Hóa được? Gặp Hằng Đức á, thì Hằng Đức á biểu tôi ngồi nói chuyện, tôi nói chuyện thầy Hằng Đức nửa tiếng rồi á, gặp nói chuyện thầy Hằng Đức nửa tiếng xong rồi á. Trong cái chùa Long Beach nó lạnh không thể tưởng được, tháng 10 mà trong nó lạnh ngắt. Vào đó mình nói chuyện ông nửa tiếng, mình ở ngoài trời ấm, mình mặc cái áo mỏng thôi, cái áo mây vô thôi, và nói chuyện mình tưởng bở, nói chuyện ông nửa tiếng, đi ra một cái về nằm bệnh hai tuần luôn. Ông dạy tôi làm đại thiền à. Cái mà ông dạy tôi quan trọng nhất không phải là ông dạy cái thiền, tại vì kỹ thuật thiền ông còn thấp lắm. Tôi theo một thời gian tôi thấy nó không đi tới đâu hết, tôi bỏ, tại cái kỹ thuật nó còn bậy quá, còn chưa được cao minh lắm. Thì cái quan trọng nhất là ông dạy tôi thiền. Nhưng điều cái quan trọng nhất là ông đưa
hai cuốn sách của Ngài Tiến Hóa cho tôi về đọc. Đó lần đầu tiên tôi thấy được, tôi được thấy được cái chánh pháp, cái nhân, cái chủng tử đó, sư cô Phước Từ, cái chủng tử chánh pháp ở ngay từ đầu luôn. Nó dễ sợ như vậy, cái phước mình nó hên như vậy luôn đó. Tại vì nếu mà tôi đọc những cái sách mà nguyên thủy là nọ, là sau này tôi phải gạt hết, tôi phải bỏ mấy cái đó này. Sau này tôi đọc mấy đồ tầm bậy, tôi vứt thùng rác hết. Mấy pháp mà không tới nơi tới chốn, sau này tôi tốn rất nhiều thời giờ để tôi sa thải tôi đó. Tốn không thể tưởng, cái việc tưởng tượng nó tốn thời giờ không thể tưởng được. Thành cái chuyện mình nghe chánh pháp nó đại cực kỳ quan trọng, cái diễn hiểu của nó. Thành tôi cứ giảng giúp quý vị trồng những cái chủng tử với chánh pháp cho tôi không nghe với cái chuyện cái chi tiết. Nó cực kỳ quan trọng. Còn nếu quý vị mà chuyên môn đi tới thân cận những cái tiểu pháp á, là suốt đời quý vị sẽ kẹt với cái tiểu pháp. Cái sự thành công nó nhỏ không thể tưởng được, không xứng đáng với thời giờ của mình. Cuộc đời mình bỏ ra mình làm đại sự, tại sao làm chuyện nhỏ làm cái gì? Đó là cái cách suy nghĩ của tôi. Mặc dù đọc sách Ngài Tiến Hóa 200 cuốn sách bằng tiếng Anh không hiểu gì hết á. Đọc 200 cuốn sách tiếng Anh của Ngài Tiến Hóa thì hiểu được còn những 5-10% thôi, không hiểu gì hết á. Nó khó quá này. Quan trọng nhất là tôi trồng cái chủng tử để sau này mà hiểu. Không cần hiểu. Nghe pháp để trồng cái chủng tử, chứ không phải nghe pháp để mà hiểu. Bác sau nghe hiểu không? Nghe nhớ chưa? Hiểu là cái chuyện, cái là hạ sách. Mình chỉ trồng chủng tử thôi. Tại cái hiểu mình nó nhỏ quá. Cái pháp cái chừng này mà hiểu chừng này thì hiểu làm cái gì? Cái quan trọng là trồng cái chủng tử của cái này nè. Để sau mình lấy hết tất cả nó. Còn mình hiểu, mình chú trọng cái hiểu, mình hiểu được cái chừng này, mình đi mình ra khỏi cái chùa này, mình đem được cái chừng này thôi, thì tôi nghĩ phí thì giờ mình. Bác đồng ý không? Đâu có phí thì giờ mình được. Cái tứ niệm xứ cái chừng này nè. Tôi cũng dạy những tứ niệm xứ nữa. Nhưng để mới có chừng này thôi. Họ dạy cái gì cái chừng này thôi. Tôi dạy tứ niệm xứ là phải như vậy, tôi mới dạy tứ niệm xứ. Còn nó dạy chừng này tôi không dạy. Khác biệt chỗ đó nữa. Cùng một tên. Để cái tứ niệm xứ cái phạm vi họ dạy cái gì cái chừng này thôi. Tôi không dạy cái đó. Tại mặc dù cái quan trọng chỗ đó, chỗ này nè, ở chỗ này nè. Mặc dù mình nghe mình không hiểu gì hết á, nhưng mà mình đã nghe rồi, mình nghe cái phạm vi nó rồi, mình thấy cái thế vũ trụ nó lớn, nó rộng như vậy rồi. Mặc dù diễn tả mình không hiểu gì hết. Trong tương lai khi mình nghe cái pháp khác á, Lan à, mình nghe mình thấy ủa, cái pháp nó hay thiệt. Mình cái pháp, cái phạm vi pháp họ đang diễn tả mình nó mới cái chừng này thôi à. Mà mình nghe thấy cái vũ trụ rồi. Thì mình nói cái pháp này á, nó chưa phải cái pháp mình nên học, mình nên theo. Nó quan trọng chỗ đó. Nó cái kim chỉ nam của mình để mình biết được cái pháp nên theo, cái pháp này không nên theo. Không phí thời giờ của mình, phí cuộc đời của mình. Tôi hên dễ sợ lắm. Gặp được Ngài Tiến Hóa mà nhìn được cái vũ trụ. Được thấy, nghe được cái vũ trụ. Thành mình biết nhận được cái pháp nào nó còn eo hẹp mình làm theo. Ai thắc mắc gì không? Chào. Cái vũ trụ quan ở bên Thiên Chúa nó trật. Cái họ Đức Chúa Trời á, đi tới bên Phật giáo mà học xong rồi chưa tới nơi tới chốn, đem về trích ra một tí để mà dạy cho cái tín đồ của Ngài thôi á. Thì họ dạy những cái rất là tốt, nhưng đều cái điều và cái giáo lý của họ nó chưa đầy đủ, chẳng phải nó khác, nó thiếu, nó còn sót nhiều quá này. Cô không nên phí thời giờ đọc mấy cái đó gì, tại vì cô đọc mấy đồ tầm bậy, đừng đọc chi, phí thời giờ của mình.
ngay nguyên thủy tôi chưa muốn đọc rồi huống gì cô đi đọc mấy cái đồ kia làm. À, thì tôi mới nói gì, tôi nói gì mấy cái đồ tầm bậy đó cô vứt ra hết, cô gọi là vứt thùng rác hết. Tại chỉ chừng nào mà cô đặt, nào cô mở được trí huệ thiệt sự có cái trí huệ rồi thì đọc nó được, thì không bị nó làm mình hồ đồ. Còn nếu mà cái trí cô chưa có được trí huệ mà đọc mấy chỗ tầm bậy đó là nó vào nó xuyên tạc cái sự hiểu biết của cô, thành cần thiết. Tôi đề nghị là cô hiện bây giờ cô chưa chưa phải là tứ quả la hán, thành là cô mấy cái đồ mà tầm bậy cô vứt thùng rác hết. Khi nào cô xong tứ quả la hán rồi cầm đọc cuốn sách gì đọc không sao hết, bây giờ chưa phải là lúc. Phải biết thân biết phận, phải biết thời biết cơ. Vứt hết mấy cái đồ tầm bậy, vứt hết, đừng thèm đọc. Và hàng như cái đồ chàng chàng trong chùa này, chứ tôi thấy mà những, tại vì bởi vì trong chùa này tôi nhìn những cái sách mà họ đem vào đây, tôi thấy mà sách mà họ đưa mà mấy người mà tác giả tầm bậy tôi vứt ra hết, tôi không cho để trong chùa, cho tầm bậy. Quý vị đọc, quý vị mấy sư cô mấy người mà tới đọc cầm sách lên đọc này nọ, tới đi tới tu thất rồi xong không có chuyện làm, cầm sách ra đọc một cái rồi đọc mấy cái đó là đem tiêm nhiễm mấy cái chùa tầm bậy, mà tôi không có làm phí hại quý vị như vậy, thành mấy sách tôi vứt hết, tôi không cho để trong chùa. Nó không phải là tại vì tôi có sự ganh tị người ta, tại người ta nổi tiếng, ta giàu hơn này nọ. Tại vì tôi sợ quý vị bị tiêm nhiễm những cái tư tưởng lầm lạc, sau sẽ đi lạc đường. Mà quý vị không biết, tôi đã tốn rất nhiều thời giờ để mà lọc mấy cái này rồi. Tại tôi mới hiểu cái sự quan trọng của cái lọc của cái sự hiểu biết. Nó quan trọng lắm. Tại tôi trước mà tôi học những cái người thầy rất nổi tiếng mà giàu có rất là nổi tiếng học á, tôi đọc rất nhiều, tại vì tôi lúc đó tôi không có thầy nữa, ông Tiêu Hoa bỏ tôi đi rồi, tôi phải kiếm thầy khác. Tôi đọc rất nhiều người, đọc nhiều giấy sách nào tôi chụp tay được tôi đọc hết. Tôi đọc á, họ nổi tiếng quá này, họ sách vở họ nhiều quá này, thành mà có sẵn sàng mới đọc xong mới xong mình ngồi mình tu mình thấy ủa, họ cái mà họ diễn tả ngay là thật. Mình nhức mình, mình nói trời đất ơi, té ra trước giờ cái óc mình một nửa óc mình toàn là đồ tầm bậy không à. Thành mình ngồi nó vừa thiền á, thấy nó dậy, thấy cái tầm bậy mình cái là vứt nó ra, óc nó trống, nhét cái mới vào, nhét cái đúng vào lại. Phí thì giờ không thể tưởng được, quý vị không tưởng tượng. Cực không thể tưởng được. Quý vị không biết, tai hại không thể tưởng được. Khi mà tới trình độ quý vị thấy á, mình ngồi á, mình không muốn tâm mình nó động, mà nó những cái tư tưởng mình học trước giờ, như cô nói hồi nãy đó, là tôi trước giờ tôi đã đọc những cái lời Cơ Đốc giáo, những cái giáo lý ta dạy như vậy rồi, nó khơi lên trong lúc mà mình đang tu luyện, mình phải giải quyết nó là tâm mình nó động, nó phí thì giờ không thể tưởng được. Nó ngoài nó rác rưới, mà rác rưới nó khơi lên mặt nó nổi lên trên, nổ bành lên trên, mình phải giải quyết nó, không giải quyết không được. Thành giải quyết bằng cách nào? Mình phải vứt, sa thải ta nó. Dạ. Là không như vậy không á, là trong chùa này không, mà trong cái website mình cũng vậy nữa. Mình tôi cố ý là tôi những cái người mà thiện tri thức mà giảng pháp đàng hoàng á, tôi để những pháp họ trong cái website mình luôn. Mình tốn chỗ, mình sẵn để cho họ. Rồi mình cho họ biết là có thể tới website của họ để mà kiếm nó được. Tại vì cái internet á, nó đủ cái loại có loại rác rưới ở trong nữa. Mình đọc mình không biết, quý vị không biết. Thành chịu thôi à. Thành ra tôi muốn save cái vị, bớt cái vị tốn thì giờ, giúp cái vị tránh khỏi phí thì giờ của mình thôi. Tại nghe pháp tầm bậy là phải sa thải. Có ai thắc mắc gì nữa không? Mặt đất là mặt vàng.
quý vị nghe pháp mà nó cái pháp mà nó trật á, nó choảng với nhau, rồi quý vị hoang mang không biết cái nào đúng cái nào sai, làm sao quyết định bây giờ, kẹt lắm. Nhà con có mình bác sáu mới có cái vấn đề đó thôi, còn mấy người khác không có vấn đề đó mà không ai có, không có. À, tôi dạy cũng được, tại tôi dạy như vậy tôi đụng chạm người khác, tôi dạy cũng được. Đó, họ là những cái bậc trưởng lão của tôi không thể đụng chạm họ được. Bác ráng chịu, bác ráng chịu, không có vấn đề của tôi. Yeah, bác sao sao? Có câu hỏi khác. Xin lỗi nha, ráng chịu. Đi xa rác thì ráng mà chịu, không phải lỗi, không phải vấn đề của tôi. Có những cái có muốn thì hỏi riêng, chứ hỏi cái này hỏi trước mặt đại chúng hỏi không được. Tôi nói không được, tại tôi không thể xúc phạm được quý vị trưởng lão của tôi. Có thầy đã giảng mà thầy chưa nhìn thấy con nhìn thấy. Ok. Thầy, con hỏi thầy, bạn thầy là bình định là vậy chứ là mấy cái đó là con biết nó là mấy là con phải dứt khoát lâu rồi, mà con muốn bình định lại cái sự phạm cũng như cái vũ trụ quan của Phật giáo đó thì nó có nhân quả, nó có luân hồi. Cái mà tôi nhắc cô về cái gì quý vị nghe ngày hôm nay, cái gì mà nghe ngày hôm nay nói cái gì, hai cái khía cạnh. Cái thứ nhất á, mình nhận xét là cái đó là cái pháp nó eo hẹp, cái pháp đại thừa nó vô tận. Cái gì mình nhận pháp, cái mình thấy rất lẹ là cái tinh thần đại thừa nó vô tận, thành ra mình nhận nó ngay. Khi mình nhận nó rồi, nó trật rồi là cái quan trọng hơn nữa là mình phải sa thải nó. Không sa thải nó là mình sẽ bị kẹt. Sư cô lầm rồi. Cô còn có nhiều cái cô cần sa thải với sợ. Cô tưởng cô giữ được những cái phần cô giữ nó, cái đó phải, nếu như tôi như cô tôi bắt hết tất cả. Nhưng bữa trước tôi chửi một cái người ngồi sau đó, nó nói là cái đồ tiểu thừa nó bắt hết. Bắt hết, tôi không giữ. Cái gì hay ho đó. Nếu mà có trí huệ hả, tôi từ luôn nữa. Tưởng hay. Có ai thắc mắc gì nữa không? Trở lại cái tấm 260. Mặt đất làm bằng vàng, trên thì vàng, ở dưới là thất bảo. Những cái người mà ở Tây Phương Cực Lạc á, họ phát quang. Tại sao nó phát quang? Quả ngân, tại sao người mình không phát quang? ông nói là mình không phát quang là tại vì người mình có nhiều cái ô uế quá. Cái ô uế làm cái trong ô uế trong cái tâm của mình đó, nó làm cho mình mất cái hào quang của mình đi. Thế quý vị biết cái tâm quý vị mà thanh tịnh đó, cái bắt đầu phát quang ra. Nhất quý vị mà không có cái tình dục á, quý vị không có cái tình dục á thì nó phát, nó sói sáng như cái đuốc vậy đó. Không có ai mình ở đây như vậy hết á. Ai? Không có đâu. Nó dẫu rồi, sức mây nó cho quý vị thấy được. Cái người mà ta có phát quang được á, cái trình người ta có trình độ, ta dẫu sức mây ta cho quý vị thấy được. Giỡn thôi.
À, người ta nói, người ta tưởng tượng những cách nào người ta thấy được hết. Nó có của ta phải giấu chứ mấy mà khoe cái vị làm cái gì, cái vị đâu có là ai thèm khoe cái vị làm cái gì. Có ai thắc mắc gì nữa không? Không có của mỏ, không có chua, không có lại Phật, có lại Phật. Ăn mấy ngày mấy bữa, ăn ngày mấy bữa, hai là ba, nói cho rõ, hai là buổi sáng là buổi tối, không ăn buổi tối đâu. Có ăn hành ông tỏi không? Có ăn hành ông tỏi không? Đây. Cái đồ chay Việt Nam mình vào tiệm chay toàn là hành tỏi không à. Làm sao nó không ăn được? Hả? Hả? Ăn trứng không? Ăn trứng không? Đại thừa á, đại thừa Việt Nam quý vị có ăn trứng không? Rồi sao nữa? Sao bên Nam Tông sao nữa? Không có. Thì ăn mặn đâu có sao đâu. Tôi không thích ăn mặn lắm, tại vì quý vị không có đem đồ ăn mặn tới, tôi ăn được thôi chứ đâu phải là tôi không ăn mặn đâu. Thì Phật đâu có cấm ăn mặn đâu, Phật đâu có cấm đâu. Đã 16 năm trời rồi á, mà tôi muốn ăn thịt mà không ai đem thịt tới, làm sao tôi ăn bây giờ? Phật không có cấm mình ăn thịt nghe sư cô, đúng không? Phật đâu có cấm mình ăn thịt đâu. Phật nói mình có quyền ăn thịt. Nhất là mấy cái đùi ếch á, Phật đâu có cấm ăn đâu. Chiên đùi ếch mà chiên với bơ với là để tí xì dầu magi vào với thải tỏi vào, nó thơm, nó giòn. Phật đâu có cấm đâu. Có ai không đồng ý với tôi không? Là Phật không cấm mình ăn đùi ếch. Để quý vị biết trước. Dạ hả? Chắc tôi chắc đọc kinh Nguyên Thủy chứ còn. ngũ tịnh không ai ăn hả? Đúng. Thiệt ra và cô nói cũng chưa phải đúng tinh thần của Phật dạy. Không phải như vậy, nhưng đều cô nói đúng ở cái chỗ là Phật không phải là Phật khuyến khích ăn thịt. Tại ăn thịt nó thiếu cái lòng đại bi. Thành ra cô kẹt vào cái chữ nghĩa chứ cô vẫn chưa hiểu cái tinh thần của Phật, lời Phật dạy. Không phải là Phật phải nói là mình phải không ăn thịt hoặc là chỉ có cho phép ăn ếch chiên bơ kiểu như vậy, không có đâu. Tinh thần Phật nói là mình ăn thịt là nó hại cái tâm đại bi của mình. Tại mình ăn sung sướng như vậy thì trong cái sung sướng của mình là nó từ cái sự đau đớn của một cái chúng sinh nó tới. Thành Phật mới nói là nếu mình thiệt sự tâm quý vị muốn tu thì không nên làm chuyện đó, chứ không phải Phật cấm.
Nếu quý vị không tu thì không sao hết, muốn làm gì làm không sao hết. Để cái người mà bắt đầu tu á, càng ngày quý vị càng tới gần cái quả vị đó, mấy cái thánh quả đó, thì càng ngày phải hiểu sự quan trọng của cái lòng từ bi. Còn mình còn xa quá, mình còn thì giờ, như tôi còn đâu không gấp gì hết đó. Tại tôi nói 16 năm không ai đem tới, đâu phải tôi nói tôi cao sang gì đâu. Mình cũng thèm thí mồ chứ đâu phải mình cũng thèm đâu. Tại vì nếu tôi mặc áo cà sa mà vào cái mấy cái quán nhậu đó mà ngồi vừa ăn ăn ếch mà vừa uống bia nữa, nó phiền lắm, nó không đẹp. Nói chuyện mà tôi chảy nước miếng có thấy rõ ràng không? Sao nói tôi không thèm được? Có ông thiền sư ăn một câu sao? Tôi đọc cái chuyện đó chưa? Tế điên mà chuyện thiền, chuyện xong rồi nó nói chuyện không đúng đi. Tế điên là người đàng hoàng chứ sao mà nói mà cái ông đó là cái lão đó là ăn thịt mà sao mà nói không có thiệt được hả? Tế điên là người quen của tôi, đừng nói xấu tôi phiền não. Cái lão ăn thịt cầy mà đủ thứ hết mà. Có ai có hỏi cái thắc mắc cuối cùng không? Có ai thắc mắc gì không? Tôi đâu phải Ai Di Đà đâu mà hỏi tôi mấy cái hóc búa sao tôi trả lời nổi. Rồi, trả lời xong rồi đó. Tuần sau trả lời.